chào quý vị và các bạn. Dải mây dông từ phía Bắc bị đẩy dịch dần xuống phía Nam, khiến cho những cơn mưa dông đã mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Dự báo ngày hôm nay thì toàn khu vực trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm mạnh, tiết trời mát mẻ và những cơn mưa dông tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Khu vực vùng núi thì lượng mưa giảm dần so với đêm qua, nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất còn ở mức rất cao nên bà con cần lưu ý đề phòng. Các tỉnh phía Bắc của khu vực ven biển miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của dải mây dông từ phía Bắc dịch chuyển xuống, nên ngày hôm nay cũng có mưa rào và dông. Mưa dông có thể gây ra gió giật mạnh và sấm sét rất nguy hiểm, nhưng bù lại thì người dân nơi đây sẽ được hưởng tiết trời mát mẻ sau những ngày nắng nóng và một lượng nước cung cấp cho đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ trời ít mưa hơn khu vực phía Bắc và nhiệt độ chỉ giảm nhẹ. Tình trạng nắng nóng suy giảm trong hôm nay với nhiệt độ trưa chiều duy trì ở mức từ 34 cho đến 36 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vào buổi sáng thì trưa và đầu giờ chiều trời ít mưa và có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, đến chiều tối, mây đối lưu phát triển mạnh dần và gây mưa dông trên khu vực. Trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc và gió rất mạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội không thích hợp cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Trời nhiều mây, những cơn mưa có thể xảy ra vào bất kể thời điểm nào trong ngày, tuy nhiên tập trung nhiều hơn vào buổi sáng. Chính vì vậy, quý vị và các bạn nên mang theo áo mũ che mưa và tránh những tuyến đường trũng thấp khi lưu thông. Nên nhiệt độ hôm nay sẽ duy trì ở mức mát mẻ dưới 30 độ. Do cùng chung hình thế thời tiết với thủ đô Hà Nội, nên tại thành phố Cảng Hải Phòng hôm nay cũng là một ngày trời đầy mây và có mưa. Mưa dông có thể xảy ra với cường độ mạnh và trong cơn dông có thể kèm theo tố lốc và gió rất mạnh, nên quý vị nên hạn chế ra đường khi trời mưa. Ngoài ra, những chuyến tàu đến thăm đảo Cát Bà hay là Bạch Long Vĩ vào ngày hôm nay cũng không được an toàn do thời tiết cũng có mưa dông kèm theo lốc xoáy. Dự báo nhiệt độ trong ngày tại Hải Phòng dao động từ 24 cho đến 28 độ, độ ẩm khá cao trên 90%. Dù đến thành phố Đà Nẵng, thời tiết có sự khác biệt hoàn toàn so với các tỉnh thành ở phía Bắc. Ngày hôm nay trời vẫn có nắng từ sớm và cường độ nắng tăng mạnh vào trưa và chiều. Tuy nhiên, nhiệt độ có xu hướng giảm nhưng còn ở mức cao, vẫn đạt ở ngưỡng nắng nóng. Ngoài ra thì tình trạng thiếu nước trên khu vực này đã kéo dài trong nhiều ngày qua và chưa có khả năng được cải thiện trong những ngày sắp tới. Nên việc sử dụng nguồn điện và nước hợp lý cũng như các biện pháp phòng tránh cháy nổ trên địa bàn thành phố cần được người dân hết sức quan tâm để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh lại mang một kiểu thời tiết khác. Trời có nắng vào buổi sáng, trưa và đầu giờ chiều với cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 33 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân cũng như các hoạt động lưu thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, vào chiều tối nay thì mây đối lưu sẽ phát triển, gây ra mưa rào và dông. Trong cơn dông, nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra. Thưa quý vị, hiện nay hệ thống truyền tải, lưới phân phối điện của thành phố còn nhiều điểm gây mất an toàn. Một số tuyến đường giao thông nằm trong khu vực vi phạm an toàn hành lang đường điện cao áp. Người dân lưu thông trên những con đường này trong thời tiết mưa bão rất dễ bị phóng điện. Chưa kể nhiều trạm biến áp, tủ điện đặt ở vị trí thấp gần mặt đất. Khi mưa to ngập nước thì điện rò rỉ cũng là nguồn gây nguy hiểm. Do vậy, người dân nên cảnh giác cao độ, hạn chế đi ra đường khi trời mưa to, gió lớn là cách bảo vệ tốt nhất bản thân mình. Điểm đến cuối cùng là thành phố miền Tây Nam Bộ Cần Thơ. Thời tiết nơi đây cũng khá tương đồng với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời tạnh ráo vào ban ngày, còn đến chiều tối và đêm, những cơn mưa dông cũng kéo đến. Thời tiết đang nắng lại chuyển mưa nên bà con cần chủ động thu gom những đồ nông sản để tránh bị ẩm mốc, gây giảm chất lượng. Dự báo nhiệt độ ngày hôm nay tại Cần Thơ sẽ vào khoảng 25 cho đến 33 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.